Okay. So many columns. The picture you showed me, I did the last time the with the blue color. I applied the new color in the bottom first, and I designed the gel on top, the marble, you know. But this one, the different marble. No, I like this. This one too. Both of them are very pretty. Hello mọi người nha, hôm nay mình làm ombre với cái màu mới luôn nha, mình làm marble nha mọi người. Marble với đắp một màu ha, làm đơn giản nè. Đây tí trắng với tí màu brown ha. Khuấy chút xíu đây nè. Còn cái cuticle nè. Làm cái nền trước nha mọi người. Cái quay của gà lúc nào cũng vậy thôi, cho nó dễ làm marble ha. Cái gà không có ngoáy trên này trước, gà chỉ làm cái nền trước thôi. Thì ai muốn ngoáy trước thì ngoáy ha. Ngoáy về đỡ nó có tém bên ngoài thì mình lim vô cho nó gọn ha. Còn cái này gọi là lót cái nền trước nè. Đó. Ha, là lót cái nền trước ha. Bây giờ bỏ miếng nước lên. Bỏ tí màu trắng. Bây giờ bỏ màu brown ha. Bây giờ đi nè. Mọi người muốn đi sao mọi người đi ha. Cái này gà trà cái cỏ nha, cái gà không có đi cái đường vân nha, không có để đường vân nhiều quá. Con khách nó giống trong cái hình của nó đó, không có đường vân nhiều mọi người, cho nên gà hơi cho cái cỏ xuống một tí ha. Gà làm đại thôi ha. Giờ mình áp cái gold black lên, che với cái chỗ trắng này lại nè. Đã làm xấu mọi người cho nên mới che lại ha. Nếu kiếm tiền nha mọi người, làm đơn giản nha. Tay nó hơi bung xòe chút xíu, mình hơi tình khó control chút xíu. Mọi người khỏe không? Hôm nay mọi người đi làm không? Đơn giản thôi nha mọi người. Ngón này mình tiếp tục cũng làm như vậy ha. Gà đi nó hơi khác một chút xíu này. Nhưng mà cũng lót cái nền trước này. Cái quay của gà lúc nào cũng vậy đó. Cái mau bột hà gà lót cái nền đây. Sơ lên. Chăm kia cái cổ cho nó sát xong rồi mình điện xuống một chút xíu này. Đó rồi bắt đầu gà bỏ cái nước lên. Bỏ cái màu trắng, bỏ cái màu brown rồi gà đi ha, rồi dùng cái mũi gà đi ha. Rồi xong, ngoáy đại khái thôi ha, đó gà ngoáy đại đó, nó tự chạy xuống từ loan đó thôi. Mọi người muốn đi ngang, đi dọc, đi chéo, đi sau thì mọi người đi ha. Gà đi đại khái vậy thôi, xong rồi nè. Xong rồi bỏ mấy cái này lên thôi. Đó, gà làm như vậy thôi, lấy tiền thôi ha. Ai có thời gian đó, với lại khách chịu trả tiền thì mọi người nhớ touch time chút xíu để design cho nó đẹp hơn ha. Đó,
lượng khách chờ cứ mấy chục vô là quốc tới vậy đó. Rồi đại khái vậy thôi, cover clear lại ha, rồi lấy tiền thôi ha. Mọi người Linh, mọi người để ý nha, Linh á bị dính cái cục bột ở dưới lên cái cỏ, mọi người nhớ Linh liền ha. Nó bị dính cái cỏ nó đứng nó cứng ngắc luôn á. Hồi nãy gà Linh lại cái chỗ cũ đó, cho nên cái cục bột ở dưới cái giấy nó dính lên cái cỏ. Đó, rồi, rồi gà cất cái giấy lại chút xíu đi mọi người, nó hơi dơ đó. Mình Linh lại cái chỗ cũ thì nó dễ bị dính đó. Rồi, xong ha, bây giờ là giờ cái màu trắng rồi. Đây là đắp cái màu brown này thôi ha. Hello Bảo Nghi. Vậy không em? Vô đây đắp bột đơn giản nha em ơi. Cái design nha. Cô có dặn Huyền chưa? Thì đó, Huyền cũng vậy, bức hết sớm với cô con nha. Tại vì con nó bức sớm hơn. Huyền đang ăn trước kia rồi. Đang ăn này. Hay màu brown mới ok không? Nó? No, no, no. Đắp mấy cái màu này á mọi người biết sao không, ví dụ như mình lấy bột mình vuốt nó đều nè, cái màu nó đều xong rồi á, mà ví dụ như nó bị mỏng đúng không, mọi người thấy nó mỏng đúng không, mọi người đừng có bỏ cái bột màu lên nữa, tại vì những cái dạng màu này á là những cái dạng màu nó dễ bị marble đúng không. Mình lấy tí clear này mình đắp lên cho nó dày lại ha. Đó. Đắp lên vậy ha. Cho nó đủ dày nè, mọi người thấy không? Cho nó đủ dày ha, nhưng mà nó vẫn giữ được cái màu đẹp ha. Đó là một cái mẹo của gà làm những cái bột màu á.
hay là bất cứ những cái màu neon rồi đó mọi người. Bên hai bên nha mọi người. Bên hai bên ha. Đưa nó vô. Úp. Mọi người thấy cái màu này ok không? Chứ gà là gà thích rồi đó. Cảm thấy mít ra được cái màu này gà khoái lắm. Ok, I'm done. Just relax. To shape okay for you? Mm-hmm. Nó muốn shape hơi square nha mọi người. Dạ, màu square. Đó, màu bột của gà cũng là màu bột ngoáy đại đó ha. Mà chủ yếu mình làm á, mình nghĩ cũng khá là được thôi, rồi xong rồi mình giữ cái shape á, mình cố gắng đắp làm sao mình giữ cái shape cho nó đẹp đó mọi người, đẹp nhất với khả năng của mình ha. I know, but I have an appointment that was from my friend.
Hello Yến Ngọc, không làm em. Không làm sao lại rảnh rỗi vậy? Mà bồ gà ngoáy đại mà gà ngoáy nó không có muốn nó giống nhau nha. Gà ngoáy mỗi thằng một kiểu hết đó. Nhớ mọi người nhớ nói cái tay nó xoay về tự nhiên để cho thẳng cái ngón tay để mình giũa ha, đừng có bẻ ngón tay người ta lúc mà người ta cong nha. Mình bẻ qua mình giũa đến khi mình thả ra nó cong về lại hướng kia là nó méo luôn á. Sẽ chạy cái đầu giũa mới của gà nha. Đầu này thì nó tự tưởng như là pha anh quanh vậy đó, nhưng mà ở trên này thì nó có cái phần không có được bo tròn giống như cái loại pha anh quanh ha, thì nó có thể xảy ra đứt tay, cái xác suất xảy ra đứt tay nhiều hơn cái pha anh quanh ha. Check relax your hand, okay? Đi kia thì cổ nó phải nằm xuống trước này, không? Nên là bo sang phía bên ha. Đi pha anh quen đó mọi người. Giờ chạy là mấy cái này nó cũng hơi ngờ ngỡ chút xíu ha, sợ đứt tay á. Nhưng mà cái này ăn cũng ngọt lắm. Mọi người thấy cái đường cắt của nó ngọt không? Nhà đơn giản thôi mọi người ha, là nó vô rồi ha. Everything good, right? Mm-hmm.
Chị ơi, bà muốn cái màu trắng đi mà cái hộp vàng dòng cái kia cho đi kia thì cô này mọi người, đi kia thì cô trước ha, kia thì cô nằm nằm xuống trước này, rồi xong rồi gắm đi ra chút xíu mà kia thì cô ha, thôi nằm cái giũa xuống một tí nữa, rồi ra thêm tí nữa nằm xuống tí nữa, ra ngoài luôn nằm xuống luôn. Đi qua đi về ngang cái mũi này này, là đi dọc xuống đây ha. Đó, ôm vô giữa cái lưng này. Xong đi qua đi về xíu nữa. Đó. Hôm nay không ai nói gì cho vui ta. Không ai vào nhiều chuyện cho vui ta. Mọi người thấy cái màu crown mới này ok không? Đổ máu mọi người, xước cái da nó thôi. Are you okay? It's hurt or no? Does it hurt? Làm miếng rồi mọi người kìa. Đó, chạy cái file quanh quen á, chạy file quanh quen á mọi người, hay chạy sát tay người ta đó, giờ chạy lại cái cây, mấy cái cây này á. Thế mọi người thấy không, đi sát cái là nó dễ liếm cái miếng da mỏng người ta rồi.
là lý do tại sao gà thích xài cái file quanh hơn, mình chạy tự tin hơn của Kiliko mọi người. Sát da người ta mình cũng tự tin hơn. Thank you, anh Dương. Cái màu brown này là màu mới nha anh Dương ơi. Màu brown này là màu mới nha. It's the new color. Anh gà đi sát á, banh lên sát cái cuticle ha. Từ gà mình đi sát cái cuticle trước này. Đi nhẹ nhẹ tay thôi nha mọi người. Đi nhẹ tay thôi nha, cái vũa này đứt tay á. Vũa này không phải là cái loại file quanh của mà gà hay làm đâu. Cái này vũa mới. Gà muốn test thử á. Đi thì nó ngọt lắm, đi thì nó ngọt. Đi thì cái đường cắt nó ngọt lắm, nhưng mà kiểu như là cái đầu ở trên nó không có bo tròn giống như cái loại file quanh đó mọi người. Đó, rửa máu ra này. Mọi người thấy không? Thì cái xác suất, cái tỷ lệ mà đứt tay nó giống y chang cái... nó gần giống luôn, gần giống như cái loại thường vậy đó. Nhưng mà đi thì nó ngọt. Nếu mà ai chạy cẩn thận được cái vỏ cũ á, thì chạy qua cái này có thể gà nghĩ là ngon á. Khỏe không anh Dương ơi? Gà hay kê ngón tay của này nè, cho nên gà hay vũa vào ngón tay của gà lắm. Dạ khỏe anh. Anh kêu anh Dương. Bên anh bữa giờ làm được không? Bột của em xài vơi vơi chưa? Thay vì á, mình làm móng dài mình lấy cái vũa đó, mình lấy vũa giấy mình vũa hai bên này nè mọi người này. Thì gà, cái quay của gà thì gà không có làm cái đó, gà lười làm cái đó. Chứ làm cái đó thì nó đẹp hơn nha mọi người. Lấy cái vũa giấy á, mà vũa hai bên để bo tròn cái độ bầu á, độ ôm á, thì nó đẹp hơn là mình chạy ăn gian cái mấy vũa này nha. Nếu mà sử dụng những cái móng dài như vậy á, nó không có bị sứa sứa nhiều ha. Cái vũa này nó bị sứa sứa này. Cái này, vũa này nè mọi người. Thank you anh Dương. Ok, bây giờ mình làm cái gì? À, mình check cái shape sơ lại ha. Nó cũng không có kỹ lắm đâu. Chắc gà xoay lại gà vũa nữa đây. Khi mình làm á thì mình có cái quay của mình có giá của mình nha mọi người. Ví dụ một con nào mà nó trả nhiều tiền á hay gì á thì mình làm sao để cho nó lòi tiền ra nhiều tí ha. Còn mấy cái đứa mà nó trả tiền mình thôi đó, cũng không nhất thiết phải là quá kỹ nha mọi người, tại vì nó tốn thời gian của mình nhiều quá, nhưng mà cũng không có đổi ra được cái gì hết. Nhưng mà mình làm như vậy cũng khá là ok rồi, không đến nỗi tệ ha. Hôm nay không cần phải chăm nhiều nữa, chăm nhiều trừ khi mà con khách nó trả thêm tiền cho mình chăm.
đó, mình làm cái gì cũng phải có cái sự đánh đổi với nó một chút xíu. Không phải là tính toán đó nha mọi người, nhưng mà cũng tương tự như tính toán vậy đó, không biết nói sao giải thích sao nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn hai cái từ là gọi là tính toán. Không biết nói sao nữa. Ok. Đại khái nha mọi người. Giờ gắn một tí diamond ở đây nhé. Lát rồi gắn một tí diamond đó cho for her birthday mọi người. Did you like a gold diamond or no? Yeah, something gold so it matches the other gold. What's your friend the wallet you like? The LV, Gucci, Chanel? I like Dior. What? Dior? Dior? Yeah. Cái gì cũng có nha mọi người. Cái gì cũng có nha. Yeah, that's pretty, yeah. Is it too big? No, not too big. Khá là bự á mọi người. How about this one? That works nice. Yeah, and desire a little bit the small diamond in the background. Yeah, that's cute. Lên đẹp. Chợ trên này thì gà chỉ gắn vài hộp sơ sơ thôi ha, còn bên này lát là gắn nhiều chút. Gà làm không có bóp biết gì hết nha mọi người, gà làm không có kỹ như mọi người làm luôn nha, cho nên mọi người đừng có làm theo nha. Xong rồi gà ép cái treo diamond lên đúng không? Lấy một viên đá cho vui vậy đó. Một viên đá, hai viên đá cho vui chơi.
Okay, burn the light. That's good. Có món gì đâu anh, làm em làm lúc nào cũng bình thường mà. Em làm lúc nào cũng bình thường, lúc nào cũng xuyên bồi đó. Gà mà anh Điệp là lúc nào cũng bình thường mà, không có làm gì là cầu kỳ đặc biệt, không có design. Làm chỉ khoe màu, khoe mấy cái đồ em bán này anh Điệp nè. Mùng 5 tháng 5 hả? Có kiếm có hồi xưa ở quê có mùng 5 tháng 5 có vết biển tắm biển không? Dưới biển nhưng mà thường thường ở mùng 5 tháng 5 là trên phố nó kéo nhau về biển hết á. Có năm nào cũng có người ở lại hết. Okay. Hello Tony, khỏe không Tony? Làm vài game không? Hả? Uh-huh. Sợ đói bụng hả? Sợ đói bụng hả? Okay. Hello chị Trang, khỏe chị Trang, dạ em khỏe. Ok, cái này thì gà xong rồi ha. Bây giờ gà sẽ sử dụng cái kemon khác ha. Cái này là một cái dạng kemon trong cái chai này. Mình nặng ra để mình sử dụng mấy cái đó, hoặc là mình đi những cái trồng viên á thì mình đi cái này nó tiện hơn. Cái này chưa có ra, mai mốt gà sẽ ra, đang đợi order thôi. Ok, bây giờ gà sẽ sử dụng cái gammon. Sorry, I talk too much. Cái cổ web treo của anh đâu? Sao lại lấy cổ web treo của anh hết rồi? Em làm sao em vứt đồ không vậy anh? Thì có đồ xong rồi xài xong vứt đâu hết trơn, lấy đồ của anh hoài vậy? Chả hiểu làm kiểu gì luôn á. Này xài xong cái cọ gớm giả man không? Tao nói thiệt, làm đụng cái đầu là tao la cái đó không biết sao nữa. Không cần đâu em, đi chỗ khác chơi. Acetone của anh đâu nữa rồi? Thiệt luôn á, đụng tới cái gì cũng không có hết mọi người. Bực bội giả man cái chỗ làm việc của mình mà lấy phá tùm lum hết trơn à. Đằng sau đừng có động em. Có đồ tự set up mà làm đi, lấy đồ người ta xong quăng tùm lum hết trơn à. Đó, mọi người thấy bực bội không? Đụng thấy cái gì của mình nó cũng không có, kiếm không ra hết. Xong rồi kiếm lại xong nó dơ, nó gớm vậy. Mọi người biết làm rất là bực bội. Ai cười đó, ai cười gà đó. Kệ gà sẽ bôi đều hết nha mọi người. Cái này gà sẽ bôi đều hết ha. Đó,
là bôi đều hết này. Bỏ vô cái hộp mang theo. Em bỏ đồ chỗ hộp của em rồi. Hộp mỗi người làm một hộp riêng hết á. Tự setup riêng thôi, nhưng mà tại viên nhỏ bạn gái nó qua nó lấy xong rồi nó quăng lung tung đâu không trơn à. Rồi khi nó trả dơ lắm, gớm lắm. Ủa nó ngồi bên nó nhái kìa mọi người kìa, không dễ bị đánh không. Ok, bây giờ gà sẽ bỏ đây một cục ha. Xong rồi gà sẽ... Em thấy cái cổ của em nó kim tuyến đủ của anh tùm lum này thấy không? Anh bôi lên đây giờ. Đủ của anh là anh không cần đồ mới, đủ của anh đang xài thì anh lấy còn mới chi. Tự nhiên lấy cái cọ này cũng quét trang của mình đi mix màu xong giờ kim tuyến đổi dính tẻ le hết trơn. Bây giờ mình rơi mấy cái này nè mọi người. Khách của nó leo cây, khách nó không vô đâu mọi người ơi. Neo của gà lúc nào cũng vậy nha mọi người, chẳng có gì đặc biệt hết. Em im đi để em làm việc nha. Đang làm việc phá đi. Cho đứng lại nha mọi người. Ok, quên the live. Nó đứng lại á, để lỡ khi nó bỏ vô nó không có mua á. I want they steal first and I put in the line. I don't want they move, you know. Hello, Kelly. Nè, mọi người thấy gà vũa sực không? Sorry. Gà không có buffer, không biết gì nha mọi người. Gà làm mẫu lắm, cho nên mọi người đừng có làm theo nha. Khuyến cáo trước rồi đó, đừng có làm theo mấy cái đoạn ngẫu này của gà nha. Nhớ dũa cho nó smooth rồi bút phở bút kiếp lại chẳng đẹp đồng hoàng với người ta nha. Xong rồi gà sẽ nhấp thêm một tí ha. Bỏ bên này đi. Dạ, ba chị good night chị Trang. One more time please. Can you do it one more time? Huh? Put under light one more time. Oh, yes, one more time. Thank you. Rơi đại khái nha mọi người. Cái này bỏ đại, nhắm mắt nhắm mũi bỏ nha mọi người. Không có một cái gì gọi là một cái gì gọi là nó không biết nói sao ta. Để cho cái máy bóp anh mở dần nha. Điếp gửi cái gì khó đâu, 5 phút 7 phút ra cho mấy.
cho nó đứng lại trước nha mọi người. Keep on the light please. Hơi 7 giây 10 giây gì đó cho nó đứng lại cái đã. Ok, bây giờ đóng cái lại nha. Cái này mình dùng để mình build cái kiểu như là build the gel á, nó cũng cứng lắm nha mọi người, trong nữa. Ok. Và nhắc lại một lần nữa, mọi người khi mà chạy máy buffer, kết giũa xếp cái đồ người ta đàng hoàng nha. Đừng có coi neo của gà xong làm theo là thấy mẹ luôn đó. Gà làm ẩu lắm. Ok, bên the light please. Hello anh Sơn, em khỏe anh Sơn, em tỉnh rồi anh Sơn ơi. Không có cắm đầu vô bãi cỏ nữa. Hôm nay anh có đi làm không? Anh Sơn cao cao, bạn của anh Vin đó. Anh Sơn mà mình tới nhà, ngày đầu tiên tới nhà anh nhậu á. Anh mà mua bánh mì, mua gỏi rồi, cái nem nướng rồi lên cho mình ăn đó. Sony đó. Anh Sơn đánh Sony đó. Ok. Đang làm á, cũng quay live. Ok, put in the live please. And for both head. Yes, okay. This one the one more time, yes. Facebook quán lấy gì? Look. Something that's similar. Oh, okay. But I see the more longer. More long nail, you know. Nè, Phan đó. Có khách không anh Sơn? Phan Thái Sơn. Bữa nào em gửi ít bột xài chơi ha. Anh Sơn ha. Đó qua nhà ăn mà chưa có gì trả lại. Đi mấy ngày về xong rồi bận khách khứa tùm lum tùm lưa hết. Nó có hẹn với em mấy giờ? Nó không vô. Đây xong đây nha mọi người. Hả? Ồ, cỡ nào? Sẽ ăn lại. Ôi, quy định. Nè, this color. The new color nha mọi người. Dark brown này, màu này rất là ngọt ha. Màu mới luôn á. Con gà làm đơn giản vậy thôi. You like this one? Mm-hmm. It's the luxury charm. Ai cần loại ra em? Có chi mô? Coi chơi là anh vui vẻ, hôm nào rảnh chơi tiếp. Chúc anh thành công nhảy dạp. Thank you anh Sơn. Thank you anh Sony. Ai cần mấy cái gì đó? Ai cần mấy cái charm đồ này nọ thì nói gà ha. Cái charm này gà cũng có nhiều lắm. This way. Nha mọi người, nail của gà đơn giản vậy thôi ha. Để gà show cho mọi người coi nè. Không có gì đặc biệt hết. Keep this way, keep this way. Yes. Đây nha mọi người, đây nè, cái góc quay đây là chụp hình của gà này. Cái góc gà chụp hình này, thấy cái đèn của gà đấy không? Đó, đây ha, xong rồi gà dọi thẳng qua vậy nè. Đó, gà dọi thẳng qua vậy ha. Rồi tới vậy nè. Đó, nó sáng theo cái góc của gà ha. Đó, gà chỉ làm đại khái, bỏ lên là ngoáy tầm 7-7 thôi. Xong rồi ép vô đó, kiếm tiền thôi ha. Nó không có gì đặc biệt, đó. Nó thóp thì bóng lự rồi ha. Rồi vậy thôi. Cái này thì gà không có bỏ thóp ha, chỉ bôi keo lên rồi gắn đấy ha. Ok gà, thank you mọi người đã coi cái like ha. Ai thấy màu đẹp thì nhớ order nha. Bye mọi người, thank you mọi người. Bye. Bye.